Quý vị hãy đón xem The Dr. Kimberly Show mỗi ngày 12h40 trưa và 3 giờ chiều. Dr. Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem. Ngày hôm nay trên bàn của Kim Lan có hai sản phẩm thưa quý vị. Một bên là cấu tạo da. Nếu quý vị có một cái làn da bị khô một cách bất bình thường, quý vị bị rát, quý vị bị nóng hừng hực, thì đó là cái làn da của quý vị bị bệnh. Quý vị nên mua bộ cấu tạo da của công ty Apogee với cái giá 295 đồng. Ngày hôm nay quý vị sẽ được tặng 3 món quà. Đó là một cái peel off mask, một cây son gió, cũng như là cái concealer rất đẹp. Và sản phẩm mới của công ty Apogee, một cái line gọi là Forever Young của công ty Apogee, bộ tái tạo da. Nếu quý vị không có cái làn da bệnh nhưng mà quý vị muốn làn da của quý vị đẹp, được trắng, ăn phấn, thì thưa quý vị, bộ tái tạo da 195 đồng gồm có một chai nước toner, một chai nước rửa mặt, một cái hũ kem để giúp cho cái làn da của quý vị được trắng và một hũ kem giúp cho chống nhăn, chống lão hóa. 195 đồng mà thôi sẽ được tặng 3 món quà. Xin quý vị đừng chần chờ. 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Dưỡng da với phương pháp Apogee. Tôi bác sĩ Kimberly là host của chương trình hôm nay. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị muốn đặt câu hỏi, quý vị có thể gọi vào số miễn phí 1888 đẹp sang, hoặc quý vị có thể gửi email, gửi hình đến drkimberly@kimberlyskin.net để được tham khảo da miễn phí. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói nhiều về phương pháp Apogee. Nếu quý vị muốn có sample gửi đến cho quý vị xài thử. Và để bắt đầu chương trình, Kimberly xin mời câu hỏi thứ nhất. Hai bác sĩ, đây là con gái tôi, 14 tuổi, da bị dầu và khô ở trên trán và mũi. Nhờ bác sĩ cố vấn dùng sản phẩm nào để cho cháu hết mụn, Dung. Cảm ơn chị Dung đã đặt câu hỏi về bé 14 tuổi. Thưa chị Dung, nếu làn da 14 tuổi là tuổi dậy thì làn da cháu, mình expect là cháu có chất dầu ngay chỗ T-zone. Thường cháu tuổi dậy thì sẽ tiết ra chất dầu vì hormone thay đổi. Đồng ý như vậy, nhưng mà tại sao làn da cháu vừa bị dầu mà vừa bị khô? Ngay khi chị đọc cái email của chị thì Kimberly nghĩ rằng làn da cháu đã bị bào mòn do những gì cháu đã dùng trước đây. Có thể các cháu đã nghe bạn bè giới thiệu những sản phẩm như Proactive hay thuốc benzoyl peroxide vân vân, nhưng mà chị không kể trong email thì Kimberly đoán rằng cháu đã dùng những thứ gì khá mạnh trên làn da của cháu. Quý vị thường hay nói với Kimberly á, là các cháu tuổi dậy thì có phải còn trẻ quá để dưỡng da không? Kimberly nói rằng vậy cháu đánh răng từ tuổi nào? Thì nếu cháu đánh răng từ tuổi có răng thì bây giờ đến tuổi dậy thì mình cần phải bắt đầu cho cháu. Có nhiều khi mình cần phải bắt đầu trước tuổi dậy thì, mình gọi cái tuổi đó là tuổi preteen. Cho làn da preteen, nếu mình có thể chống được mụn cám thì mình sẽ chống được mụn bọc. Mà nếu mình chống được mụn bọc thì sau này mình sẽ chống được thẹo rỗ cho làn da của các cháu. Kimberly xin giới thiệu phương pháp Apogee để chữa mụn cho làn da của bé Dung. Và nên ngưng dùng những gì cháu đang dùng ở nhà. Mà vì những cái sản phẩm đó Kimberly hầu nghi là đang bào mòn làn da của cháu. Cảm ơn chị Dung rất nhiều. Và xin mời câu hỏi kế tiếp. Chào bác sĩ, em 44 tuổi, da em bị bào mòn. Bác sĩ cho em biết dùng bộ kem nào để chữa? Hoa. Cảm ơn chị Hoa. Làn da chị đúng là đã bị bào mòn. Nhìn làn da và hai bên má thưa quý vị. Quý vị để ý hai bên má, làn da bị hồng, bị đỏ, nhiều khi mình thấy được tia mạch máu. Nếu mà có thể zoom vào, mà khi quý vị gửi hình nó rất là tiện cho Kimberly, là bây giờ với technology hiện nay, Kimberly có thể zoom vào và thấy hết cái nền của làn da. Làn da chị Hoa rất là hồng và dễ bị đỏ khi tiếp xúc với hơi nóng. Kimberly sẽ giới thiệu bộ cấu tạo da qua phương pháp cấu tạo bằng Apogee. Chị sẽ có cảm giác là làn da của chị nó khỏe hơn, healthy hơn. Nếu quý vị có những triệu chứng như sau, quý vị cũng nên dùng bộ cấu tạo da. Đó là da khô, da ngứa, da rát. Khi tiếp xúc với hơi nóng, nấu ăn,
làn da của quý vị bị hừng hực, khó chịu, lúc rát, lúc ngứa, làn da này là làn da nhạy cảm, khó chịu. Kimberly xin mời quý vị cũng như chị Dung dùng bộ cấu tạo da Apogee. Mọi thắc mắc quý vị có thể gọi vào số miễn phí để tham khảo. Cảm ơn chị Dung đã đặt câu hỏi. Kimberly xin mời câu hỏi kế tiếp. Chào bác sĩ, đây là bạn của em người Mỹ, muốn nhờ bác sĩ giúp cô ta trị hết mụn. Mary. Cô Mary là người nước ngoài, thì làn da của cô có thể dùng ké với làn da của người Á Đông, người Việt Nam của chúng ta, thì nó vẫn tốt cho cô. Còn làn da của người Á Đông mình, người Việt Nam mình không nên dùng ké của những người nước ngoài. Khi làn da của cô ta bị mụn, quý vị để ý, làn da không có vết thâm, tại vì làn da này không phải là làn da có màu như làn da Á Đông của chúng ta. Vì lý do đó mà người Á Đông mình vì có màu mà làn da sẽ bị thâm, mình có nhiều vết thâm để lại do mụn, dù mình không nặng. Trở lại câu hỏi của cô Mary cho người bạn Mỹ. Khi mình dưỡng da hay chữa mụn, người Mỹ hay dùng bộ Proactive vì quá tiện, quảng cáo nhìn thấy trên đài rồi đôi khi muốn dùng theo bạn bè. Proactive là một sản phẩm nổi tiếng nhưng mà không thích hợp với làn da của mình, cũng như là người Mỹ khi dùng cũng không thích hợp, nhưng mà nó chỉ làm cho cái làn da này sensitive, đồng thời nó cũng sẽ không chữa mụn mà nó chỉ làm chìm mụn mà thôi, khiến cho cô Mary phải đi tìm đến một phương pháp khác để chữa mụn tận gốc. Phương pháp Apogee chữa mụn là một phương pháp thứ nhất là không dùng thuốc, thứ nhì là giúp làm sạch chân lông từ bên trong. Chúng ta có 20.000 cái chân lông, làm sao chúng ta có thể làm sạch? Thì qua cái Pore Refining Balm của Apogee, quý vị sẽ thấy chân lông mình không thấy nhưng mà mình feel, mình có cảm giác là chân lông của mình rất là sạch. Mà trong tương lai mình sẽ thấy là từ từ mình được giảm mụn. Giảm mụn cám thì chúng ta mới có thể giảm được những mụn tương lai của chúng ta. Chúng ta mới có thể chữa được tận gốc. Và một lý do nữa mình có mụn là mình có chất dầu. Mà khi mình có chất dầu thì mình có thể dùng phương pháp Apogee Oil Control Cream để balance lại chất dầu. Trong khi những thuốc khác chỉ lấy hết chất dầu, khiến cho cơ thể của chúng ta phải làm việc mạnh hơn, kích thích tuyến dầu, lại tiết ra thêm chất dầu. Đó là lý do cô chưa bao giờ chữa được mụn tận gốc. Nếu như vậy thì chị Kimberly sẽ giới thiệu cái phương pháp Apogee để chữa mụn cho bạn của cô Mary. Cảm ơn Mary rất nhiều và xin mời câu hỏi kế tiếp. Chào bác sĩ, chị có thể nhìn tấm hình này và cho em biết làm sao để cho da em đẹp hơn. Ngọc. Đia Ngọc, chị Kimberly nói em nghe là chị chuyên về thẩm mỹ da, em đến đúng người rồi. Nhưng mà chị cũng không biết ý của em là em muốn làm đẹp chỗ nào, phần nào. Nếu mà chị phải phê bình qua tấm hình của em thì chị thấy em có mụn cám ngay trên má, rồi chân lông em hơi lớn, em cũng không nói tuổi nhưng mà chị đoán rằng em khoảng 20 mấy cho đến gần 30. Thì nếu làn da của Ngọc cũng như quý vị, làn da chân lông lớn, mụn cám hay mụn bọc cứ thay phiên nổi lên, thì thứ nhất là chúng ta cần phải dùng bộ dưỡng da và đồng thời dùng những cái sản phẩm Pore Refining Oil Control của chương trình chữa mụn để làm sạch chân lông, để có thể chữa mụn tận gốc. Cảm ơn quý vị đã đặt câu hỏi ngày hôm nay. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình này hay quý vị muốn xem lại các chương trình khác, quý vị có thể lên 24/24 trên trang nhà ở 1888đẹpsang.com. Rất tiếc chúng tôi đã hết giờ. Mỗi chương trình chúng tôi chỉ trả lời được khoảng 4 câu hỏi. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị muốn được giải đáp, quý vị có thể gọi vào số miễn phí hoặc là chụp hình gửi vào drkimberly@kimberlyskin.net. Nếu quý vị muốn sample dùng thử, quý vị có thể gọi vào số miễn phí để xin sample. Chúng tôi có những sản phẩm đặc biệt dành riêng cho làn da của người Á Đông và chữa mụn. Nếu quý vị nào có làn da bị bào mòn, trước khi gửi sample, chúng tôi sẽ tham khảo da cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Dưỡng da với phương pháp Apogee.
Kimberly xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vi Lan xin kính chào quý khán thính giả. Trên bàn của Vi Lan đang có hai sản phẩm của công ty Apogee. Thứ nhất là liposome bình thường quý vị rất quen thuộc, và thứ hai là liposome extra strength. Nếu cái làn da của quý vị bị hồng, bị khô, bị lão hóa, bị nhạy cảm thì thưa quý vị, liposome extra strength là sản phẩm mà quý vị cần phải có. Quý vị biết là nó có gấp 3 lần cái chất hyaluronic mà liposome bình thường có. Nhưng mà thưa quý vị, cái giá không gấp 3 lần, chỉ có 120 đồng mà thôi. Đừng quên là liposome dùng dưới makeup sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được mịn, ăn phấn và trông rất đẹp thưa quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264. Ngày hôm nay đặc biệt liposome extra strength chỉ có 120 đồng. Nếu muốn tham khảo da miễn phí có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango, gọi ngay. Quý vị hãy đón xem The Dr. Kimberly Show mỗi ngày 12h40 trưa và 3 giờ chiều. Dr. Kimberly sẽ chia sẻ những kiến thức về da của người Việt và các bí quyết chữa nám và chữa mụn tận gốc. Mời quý vị đón xem.